Hello, chào mừng các bạn quay lại channel Trần Hùng 83 mình nha. Tiếp tục video hôm nay mình chơi game gắn sân mồi các bạn. Hôm nay là sự kiện ngày Giáng sinh đang diễn ra các bạn ơi. Và hôm nay mình chơi con Rudolph nha các bạn. Con này là trong ngày Giáng sinh nha các bạn. Chúng ta let's go thôi. Đây các bạn cái tem nè, đó Rudolph. Wow, cà khịa với anh hả em? Wow, ghê. Sẵn đây mình cũng xin chúc các bạn mùa Giáng sinh thật nhiều an lành và hạnh phúc nha. Rồi mình chơi trong sự kiện này là hưởng ứng phong trào Giáng sinh nha các bạn. Khu vực này cũng khá một nhiều con nha các bạn. Mình đã bao vây được hai con rồi, tiêu diệt từng con rồi các bạn ơi. Wow. Game gắn sân mồi này của mình là lúc này trong năm nay là rất nhiều sự kiện diễn ra nha các bạn. Mấy năm trước còn ít sự kiện chứ năm nay là sự kiện nào cũng có hết. Và có rất nhiều gắn sân mồi mới nữa các bạn. Con này nhìn đẹp quá các bạn ơi. Con này chỉ Giáng sinh nó mới có thôi. Siêu to đây. Các bạn xem video hãy để lại comment và lượt đăng ký chia sẻ kênh ủng hộ Hùng với nghe các bạn. Hùng chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bạn đăng ký và chia sẻ nhiều lên để mình có động lực mình làm nhiều video các bạn. Mình sẽ cố gắng làm video hay và những con show mới lạ cho các bạn mình xem nha. Wow, cái con này nó to lắm các bạn ơi, chắc top 1 đây. Mình không biết đường đi luôn. Chạy theo mỗi chân. Ô, trở ra đi. Đừng có ở trong đó dại dột. Không, chị cũng tiêu diệt được thấy y nữa chứ.
Đưa ra đây, ra đây. Chào bạn nha. Biết ngay mà, mình biết đường nào cũng ăn cái thức ăn đó, ăn đồ ăn đó đi ra là mình phải bắt ngay cái bẻ. Cúp cái cọ đầu nó cái là nó không đường nào chạy cả. Wow, nãy giờ mình tiêu diệt cũng nhiều con nha các bạn. Các bạn đợi xem hết video, cuối video xong mình tiêu diệt bao nhiêu con nha. Và được bao nhiêu điểm các bạn. Đó, giờ mình lên top 1 rồi. Chạy sao ra khó khỏi em ơi. Nè, 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 đó. Nói phá đó, phá độc quyền của mình đó các bạn. Mình chỉ nhóm khỏi đầu nó xong rồi tiếp ngang là nó không bao giờ nó quay lại được nha các bạn. Còn mình ngang ngang đó là mình ngang ngang đó mà mình cúp bẻ ngang cái là mình dễ bị nó, dễ bị tiêu diệt lắm. Nó phóng lên trước, nó phóng lên qua mặt mình cái là mình chết liền à. Mình phải đợi vừa qua khỏi đầu nó là cái mình bẻ. Wow, con nó cũng bự nha, nó dài. Ăn mấy nhiệt cái mấy con này nhanh lên điểm lắm nè các bạn. Đang có trái ít năm nữa. Con trẻ bơ. Mình kiếm được mình bắt mà mình bắt không được. Nè, đó, cưa ngang. Cưa cho bổ cho bơ ra làm hai luôn. Nè. Còn mình bắt mà con mình bắt tôi xíu vậy là xíu nữa mình bị tiêu diệt rồi à, thì ra là quậy đầu muốn đi ra chứ gì. Mình vòng vòng ra thế nào mình cũng bắt được nó hả? Mình dụ cho nó gom gom cái chơi cái đuôi nó lại. Nghe nè, nghe đi ra, ra đưa đầu ra nè. Lầm. Wow. Không được. Các bạn chờ đón xem thử mình có tiêu diệt được cái con này không các bạn. Đưa đâu. Chạy ra luôn chứ không. Nè, chạy đi. Trốn, trốn hoài có được không? Trốn được lần hai lần nó đâu có trốn hoài được không các bạn. Thank you.
mình muốn qua mà cái con đó nó hải tặc nó không cho mình qua. Quậy lại quá, qua không được không? Xung quanh mình sâu to con bự lắm nha, rất nhiều nữa các bạn. Bây giờ mình không biết cách nào bắt được con này, tại cái con kia nó cản mặt mình hoài à, mình không có qua được. Nè, hay hình 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 quá, hình tuyệt vời luôn. Này nãy cản đường cản lối mình. Vậy ẩu à bạn, bạn chạy đâu vậy bạn, kiếm ăn hả? Đó, cho kiếm ăn đi. Wow. Đây. Nè, tiễn em lên bảng điểm số. Đâu rồi? Mới thấy cái đầu lú lên. Bắt được cái đó đi nha. Wow. Rồi, tuyệt vời. Biết cho mình ăn không không à? Quậy. Thôi mình cũng xin kết video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, hẹn các bạn ở video sau nha. Bye bye.